Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay Leo sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị bài nhảy Lai Đan Rasputin của Bonet. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Ok, thì trong bài này chúng ta sẽ nhảy theo phong cách Lai Đan đi theo 4 hướng. Mỗi hướng sẽ có 4 câu nhạc 8. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, tường số 2. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8 và lặp lại. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên. Tư thế chuẩn bị thì chúng ta sẽ trụ bằng chân trái, chân phải chúng ta mũi chân đưa ra về phía sau. Chúng ta sẽ có bước cha cha đi zig zag, được chưa ạ? Thì đầu tiên là chúng ta chân phải zig zag ra sang bên phải 1 và 2, được chưa ạ? Bước cha. Tiếp theo chân trái sang 3 và 4. Rồi. Tiếp theo chân phải bước lên là động tác xoay nửa vòng 5 6 thì chúng ta xoay, được chưa ạ? Và 7 8 thì chúng ta đi hai bước tiến 7 8. Ok, mình làm lại này. Ok. Chân phải bắt đầu bằng chân phải đi cha zig zag này. 1 và 2, tiếp theo đến chân trái 3 và 4, xoay một nửa vòng 5, được chưa? 6 và bước về hai bước tiến 7 và 8. Ok. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 8 thứ hai. Câu 8 thứ hai thì chúng ta sẽ đi chân phải đi hình quả chám, đúng không ạ? Và chúng ta bước chân phải vắt sang này. 1, chân trái tiếp tục 2, chân trái sang ngang 3 và chân trái chúng ta trụm vào 4, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ làm động tác xoay sang ngang, được chưa? Xoay tiến sang ngang thì chúng ta mở lòng bàn chân trái ra xoay tiếp tục này 5, được chưa? Tiếp tục 6, tiếp tục chân trái sang ngang 7 và chúng ta thu chân phải chúng ta trụm vào là 8, kết hợp với động tác vỗ tay, được chưa? Ok, mình làm này. Từ câu 8 đầu tiên này. Nào, 2, 3 này, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4 và tác xoay, 5, 6, 7, 8. Nhớ, thì các bạn vỗ tay 1, 2, 3, 3 cái cho mình nhá. Ok, kết hợp với cả cái bước chân này chúng ta trụm vào, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 8 thứ 3. Thì ở đây là chúng ta sẽ có đi ngang phía sau, đúng không ạ? Thì bây giờ chân phải sẽ bước sang này, 1, chân trái đi về sau 2, tiếp theo này, chân phải chúng ta sẽ bước sang ngang, đồng thời chúng ta sẽ xoay một góc 90 độ sang phía bên phải, được chưa? 3, được chưa? Thì các bạn mở cái lòng chân phải này, đếm là 3. Và tiếp theo chân trái này chúng ta sẽ có động tác đá, đây là, được chưa? 4. Dạ, cái chân đá chân trái này các bạn đá thấp về phía dưới đất để cho mình. Đá chân thì chúng ta sẽ đưa này, được chưa?
chúng ta đưa là mặt sàn là chúng ta đá hất lên, đúng không ạ? Hất lên được chưa ạ? 4. Và chúng ta hạ chân trái này xuống, đồng thời lật người về phía sau sang phía bên phải, được chưa ạ? Thì đếm là 5, được chưa ạ? Tiếp theo 6, và chúng ta bước chân trái lên 7, được chưa ạ? Và chân phải chúng ta đá lên phía trước 8, đá mũi chân lên phía trước là 8. Đây nhá, thì cái này nó hơi dài, mình sẽ lặp lại này. Ok, đi về đây này, đến câu 8 thứ 3 này, được chưa ạ? Chúng ta đi ngang phía sau này, chân phải bước sang 1, chân trái sau 2, được chưa ạ? Mở chân phải ra, đồng thời lật một người, lật góc vuông, đồng thời chúng ta lật người ra phía bên phải một góc vuông 90 độ, được chưa ạ? Góc 9 giờ đúng không ạ? Bước sang 3, tiếp theo chân trái chúng ta đá thấp ở dưới mặt đất, được chưa ạ? 4, đấy. Tiếp theo hạ chân trái xuống, đồng thời lật người ra phía sau 5, tiếp tục nhấc chân phải lên 6, chân trái bước lên trên 7, và chúng ta đá chân phải lên là 8. Ok, thì khi mà các bạn làm thành một chuỗi động tác thì sẽ thành như sau này. Ok, mình sẽ đi từ câu 8 đầu tiên này. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, mình đi chậm. 2, 2, 3, 4, xoay này, 5, 6, 7, 8, yeah. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp theo đến câu 8 thứ 4 luôn. Vẫn ở tư thế này, các bạn đưa cái chân phải về phía sau và đi bước chai lùi này, được chưa? 1 và 2, được chưa? Tiếp theo lùi chân trái về tiếp 3 và 4. Ok, rồi. Chân phải chúng ta đi cơ bản về sau 5, 6 và chúng ta bước hai bước tiến 7 và 8. Đến đây chúng ta tiếp tục đi tường thứ hai với bước đầu tiên là bước cha zig zag. Ok, bây giờ mình sẽ đi thật chậm, các bạn cùng đi với mình nhá. Cả bốn cái câu 8 vừa xong. Nào, chân phải. Ok, bây giờ chân phải 2, 3 này. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 2, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, xoay, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.